Thưa quý vị, đúng vào ngày này cách đây 46 năm, ngày 25 tháng 4 năm 1976 là ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất. Đây không chỉ là dấu son trong lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam, là ngày hội hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp thống nhất non sông, mà còn là ngày hội biểu dương vĩ đại lực lượng và ý chí của toàn thể nhân dân ta, thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, siết chặt hàng ngũ, đoàn kết phấn đấu dưới ngọn cờ quang vinh, bách chiến bách thắng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Trong không khí tưng bừng, trên 23 triệu cử tri lúc bấy giờ, với tư thế của người làm chủ đất nước, đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa 6, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử đã thành công rực rỡ. Cả nước đã bầu đủ số đại biểu theo quy định ở ngay vòng đầu. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 đã thông qua nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức nhà nước khi chưa có hiến pháp mới. Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. Việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước đã tạo ra những điều kiện hết sức thuận lợi để nhân dân Việt Nam khôi phục phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm đạt được qua 46 năm kể từ ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, Quốc hội khóa 15 nói chung và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, đóng góp to lớn vào những thành tựu đạt được của đất nước, của địa phương, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân và vai trò quản lý của nhà nước đối với các mặt đời sống kinh tế xã hội. Là đại biểu của nhân dân cả nước và đặc biệt là thực hiện cái vai trò giám sát tối cao của Quốc hội, nhất là trong cái việc xây dựng pháp luật để làm sao pháp luật được đảm bảo có chất lượng dài hơi hơn, rồi cái việc giám sát trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là đấu tranh với các cái tiêu cực hiện nay, thì chúng tôi cũng xin khẳng định là sẽ làm hết sức mình, làm đúng cái vai trò trách nhiệm của mình trong các cái công tác này, nhất là trong cái việc chất vấn và giám sát tối cao. Bước vào giai đoạn mới với thuận lợi và khó khăn đan xen, Quốc hội khóa 15 đang đứng trước sứ mệnh to lớn, đó là phải khẩn trương thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. Đó là việc khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, tiếp tục giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi Quốc hội khóa 15 phải tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.